Chào mừng các bạn. Các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh xôi dị lá dứa, nước cốt dừa, đậu xanh. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 400g nếp. Nếp mà mình cũng đã dọa sạch rồi nè các bạn. Và 100g đậu xanh. Mình làm bánh xôi dị lá dứa thì mình phải ngâm lá dứa nha các bạn. Ngâm nước lá dứa. Phần nếp thì mình đã dọa xong rồi, sạch rồi đó. Bây giờ mình đổ nước lá dứa vô mình ngâm ha. Nước lá dứa này là 1 lít đó các bạn. Mình xay từ 100g cộng lá dứa tươi đó, mình đổ vô đây mình ngâm nha. Mình ngâm 4 tiếng nha các bạn. Mình ngâm nước lá dứa nguyên chất nha, mình không có pha màu thực phẩm nha. Mình ngâm nước cho nó mà nhiều như vậy đang hồi nếp nó nở là vừa nha. Và phần đậu xanh mình cũng đi ngâm luôn nha các bạn. Mình ngâm trong vòng 4 tiếng rồi mình quay lại nha. Nãy giờ mình ngâm nếp được 4 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ nè, nếp nó cũng đã thấm cái màu lá dứa nó xanh rồi nè các bạn. Bây giờ mình đổ ra lận cho nó ráo nước lận mình đi hấp sôi nha các bạn. Rồi phần đậu xanh cũng ngâm 4 tiếng nó cũng đã mềm mà. Hai cái này mình đổ ra cho nó ráo lận mình đi hấp. Nãy giờ mình để nếp với đậu nó đã ráo rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng để vô cái sửng mình hấp ha. Mình hấp mình trộn lên đậu với nếp nè. Trộn lên cho nó đều nha các bạn. Rồi mình hấp thì mình chừa cái lỗ hơi ở đây nè cho xôi mình nó được mau chín á. Xôi mình mà làm xôi dị thì mình hấp hơi nhão hơn mình làm xôi thường ha. Cho nó mềm hơn chút. Rồi bắt đầu mình tiếp tục. Mình đậy nắp lại mình hấp 20 phút nha các bạn. Mình hấp 20 phút xôi nó mới chín nha các bạn. Xôi nãy giờ mình hấp được 20 phút, xôi cũng đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình dở ra ha. Các bạn thấy nè, rất là ngon ha. Xôi mình đã chín mềm rồi đó các bạn. Mình nấu xôi mình nó hơi mềm hơn. Mình làm bánh xôi dị thì mình nấu xôi cho nó hơi mềm hơn mình nấu xôi bình thường ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mà gia vị tiếp theo là mình đi xào bánh xôi dị nha các bạn. Ở đây mình có 300g đường nè các bạn. Và 200ml nước cốt dừa. Đậu phộng thì 50g đậu phộng, 20g mè mình cũng đã rang vàng và đậu phộng cũng đập dập rồi. Quả ống vani là mình xào bánh đó các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái chảo là mình xào bánh nha. Bây giờ mình xào bánh nha các bạn. Mình bắt cái chảo lên nè. Mình đổ 200ml nước cốt dừa vô. Và 300g đường. Đường cát nha các bạn. Đường cát hay đường thốt nốt gì cũng vẫn được nha. Mình làm bánh xôi dị lá dứa thì mình làm đường cát nha. Cái màu nó đẹp hơn. Còn phần ống vani thì chừng nào mình xào bánh xong rồi mình mới bỏ vô ha. Rồi bây giờ mình quậy cho cái nước đường với nước cốt mà nó sôi bừng lên ha. Cho nó hơi trụ kẹo rồi mới bỏ mà nếp vô mình xào bánh nha các bạn. Đường nãy giờ mình thắng nó cũng đã mà sôi bừng vậy đây nè các bạn. Bây giờ mình bỏ nếp vô mình xào nha. Trộn lên cho nó đều các bạn. Xào bánh xôi dị mình xào cũng hơi lâu đó. Xào bánh mình xào lửa vừa nha các bạn. Mình xào lửa to quá ha. Xào lửa to quá thì nó mau rút hết nước. Nhiều khi nó bị khét nè, mình xào lửa vừa vừa thôi. Đang sắc xuống từ từ. Trộn qua trộn lại là cho nó đều nó thấm vô. Bánh xôi dị nãy giờ mình xào vì đây cũng gần được rồi nè các bạn. Các bạn xào bánh xôi dị là lúc nó mà gần được là nó nặng tay lắm nha các bạn. Nó tới đường á. Nó dẻo rồi nè. Mình xào nó là càng ngày càng nặng tay đó các bạn. Mình xào khoảng 20 phút mới được nha. Nặng tay nó kết dính nè. Mình xào làm sao mà thấy cái dưới cái đứt chảo nè. Hồi xưa nó bóng thì đây là được rồi đó.
cái màu lá dứa mình, cái màu tự nhiên nè các bạn, mình không có bỏ màu thực phẩm á, cái màu nó xanh xanh mà nó nhạt nó đẹp lắm. Rồi bây giờ mình tắt bếp là mình bỏ vô cái khuôn được rồi nha các bạn. Xào bánh thì vị là phải xào cho nó tới, cho nó tới đường mới được nha. Bánh thì vị mình nó dẻo luôn mới được, chứ không thôi là nó không có kết dính, nó không ngon nữa các bạn. Giờ mình tắt bếp, mình bỏ ra cái khuôn nè. Bữa nay mình bỏ vô cái khuôn này nè các bạn. Mình cũng bỏ mà thêm một lớp dầu dưới đây ha, thay xung quanh luôn. Rồi mình mà bỏ đậu phộng nè các bạn, bỏ mè luôn. Ống vani nữa các bạn ơi, mình quên bỏ, bây giờ mình bỏ lên, bỏ mình trộn lên cho nó đều nha các bạn. Bỏ ống vani nó thơm quá. Rồi bây giờ mình dứt bánh, mình bỏ qua cái khuôn nè. Rồi mình bỏ qua cái khuôn cho hết mà bánh luôn nè ha. Rồi bây giờ mình dàn ra nè các bạn, mình dàn ra cho nó đều ra. Rồi tiếp theo mình bỏ đậu phộng nữa nha các bạn. Đậu phộng nhiều ăn ngon. Rồi thì mình bỏ mè lên ha. Nếu mà các bạn nào không thích ăn mè thì khỏi bỏ cũng vẫn được ha, bỏ đậu phộng không. Còn nếu mà thích ăn mè thì khỏi bỏ đậu phộng nha, tùy theo ý thích nha. Rồi bây giờ mình ban ra. Các bạn không có mà cái bao tay giống mình á, thì các bạn mang cái bọc á, các bạn mà đè xuống cũng vẫn được ha. Hay là các bạn lấy lá chuối á, các bạn mà đè đè trên mặt thì đây nè cho nó đều ra cũng được nha. Đè cho mạnh ra cho nó dẻ nha các bạn. Thấy bánh xù dĩ rất ngon ha. Rồi về đây là được rồi đó, mình đè về đây là được rồi nè các bạn. Rồi mình để cho bánh mình 8 tiếng hay cho nó nguội thật là nguội mình mới cắt được nha các bạn. Rồi bây giờ mình để bánh mình 8 tiếng đi, rồi mình quay lại mình cắt cho các bạn xem ha. Bánh xù dị mình để được 6 tiếng rồi nè các bạn, 6 hoặc 8 tiếng ha. Bây giờ bánh cũng đã nguội rồi, nó dẻ rồi, bây giờ mình lấy ra nha các bạn. Bánh xù dị thì mình để lâu thì nó mới ngon các bạn. Nó khô, nó ráo, kết dính lại. Rất là ngon luôn. Cái này là mặt dưới nè. Các bạn thấy ngon không? Bây giờ mình cắt ra ha. Bây giờ mình cắt miếng bự đi. Mình cắt làm nè. Các bạn thấy ngon không? Nó dẻ rất là ngon ha. Có cái màu xanh. Màu xanh mà lá dứa rất là đẹp ha. Xanh lá dứa tự nhiên nè các bạn. Thơm mùi lá dứa rất là ngon đó các bạn. Món bánh xù dị mình chia sẻ các bạn, mình làm nó hoàn thành nè các bạn. Nếu mà các bạn có xem video của mình thì các bạn tranh thủ làm món bánh xù dị lá dứa đậu xanh nước cốt dừa cho gia đình mình thưởng thức ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn nhiều video sau.